một cái chỗ mà bật dứt những cái tư tưởng âm thanh, bật dứt những cái tướng pháp, để mà quý vị đi vào trong cái chỗ mà trong các vị thiền sư như Lục Tổ Đại sư ngài đã nói là cái chỗ vô sở trụ, vô sở chứng, vô sở đắc vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật hỏi: Ông nghe Như Lai sao? Thưa không, bạch Thế Tôn, con quan sát Như Lai không có tánh quyết định, không sanh không diệt, nên không có mối hoài nghi nào. Hiện nay, ông không nghĩ Như Lai xuất hiện nơi thế gian sao? Nếu có Như Lai xuất hiện nơi thế gian, tất cả pháp giới cũng sẽ hiện diện nơi đời. Ông cho rằng tất cả Đức Phật nhiều như số cát sông Hằng thể nhập Niết Bàn chăng? Các Đức Phật duy nhất tướng ngoài hết các sự hiểu biết suy lường. Đúng thế, đúng thế. Phật là nhất tướng, tướng không thể suy lường được. Bạch Thế Tôn, hiện nay Phật chủ ở đời phải không? Đúng như thế. Nếu Phật chủ ở đời, các Đức Phật nhiều như số cát sông Hằng, đáng lý ra cũng chủ ở đời. Tại sao con nói như thế? Là vì tất cả Đức Phật đều đồng nhất tướng, tướng không thể suy lường. Tướng không thể suy lường, đó không sanh không diệt. Nếu các Đức Phật đời vị lai xuất hiện nơi thế gian, tất cả Đức Phật khác cũng đều xuất hiện nơi thế gian. Tại sao? Là vì trong sự không thể suy lường, không có tướng trụ, quá khứ, vị lai, hiện tại. Chỉ do chúng sanh chấp trước giữ lại cho rằng Phật có xuất thế, có diệt độ. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Đây thuộc phạm vi hiểu biết của Như Lai, A-La-Hán, Bồ-Tát Bất Thối Chuyển. Tại sao vậy? Là vì ba hạng này nghe Pháp sâu xa, không sinh tâm hủy báng, không khen ngợi. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Thưa Thế Tôn, đó là ngoài tất cả sự suy lượng như vậy thì làm sao? Ai sẽ hủy báng? Ai sẽ ngợi khen? Phật đáp: Này Văn Thù, Như Lai ngoài các sự suy lường, phàm phu cũng ngoài các sự nghĩ lường. Thưa Thế Tôn, phàm phu cũng ngoài các sự nghĩ lường phải không? Cũng phải các sự nghĩ lường. Tại sao? Là vì tất cả tâm tướng đều ngoài hết mọi sự nghĩ lường. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý đại chúng đã nghe Chân Nguyên Pháp đọc về cái phần kinh văn của kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái phần kinh văn này thì giống như thầy vừa nói với quý vị đại chúng đó. Cái kinh mà Bát Nhã Ba La Mật Đa này nó chẳng khác nào là kinh vô tự. Chính vì khi mà thầy nắm cái quyển kinh vô tự này mà thầy mới quyết định rằng là cái duyên của thầy tới đây là nó đã đủ rồi. Tại vì bây giờ dòm trong cái kinh của Bát Nhã này, thầy thấy rằng không còn một cái chữ nào để mà thuyết nữa hết. Chính vì cái lý do đó mà thầy biết rằng cái duyên của thầy đối với Bao Thoát là coi như là nó đã đầy đủ. Tại vì thầy đến, thầy giảng đến cái quyển kinh mà vô tự là có nghĩa là không giảng được nữa. A Di Đà Phật. Đó là cái duyên của thầy nó đã đi đến cái chỗ kết thúc qua cái bài kinh của Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Mỗi một vị tăng sĩ hay là một vị pháp sư, khi mà quý vị đã giảng đến một cái đoạn kinh văn nào đó mà quý vị đã biết rằng đã đến cái chỗ mà văn vô tự rồi, thì quý vị biết rằng cái duyên của các ngài cũng ở trên cái chỗ mà giảng đàn đó, nó cũng đã đầy đủ rồi. Bởi vì khi mà đến cái chỗ kinh vô kịch vô tự rồi thì đại chúng kêu thầy thuyết cái gì nữa đây, thuyết thêm cái gì nữa đây. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời quý vị đại chúng thân tâm thanh tịnh để thầy được cúng dường đến với tất cả quý vị những cái lời rất là thầm thâm giữa Đức Phật và ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử. Bởi vì kinh văn này thầm thâm khó hiểu, vì vậy mà thầy phải lặp lại những cái lời kinh và sau đó thầy giảng để cho quý đại chúng có thể liễu ngộ được cái kinh văn. Bây giờ thì Phật hỏi Văn Thù Bồ Tát: Ông nghi Như Lai sao? Có nghĩa là
nhà Bồ Tát Văn Thù còn hoài nghi Như Lai hay sao? Thì Văn Thù Bồ Tát thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thưa không, con quan sát Như Lai không có tánh quyết định, không sinh, không diệt, nên không có hoài nghi. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Phật hỏi cũng hay, mà Ngài Văn Thù trả lời cũng hay. Cái đoạn kinh này, quý vị đại chúng thấy rằng Đức Phật hỏi Ngài Văn Thù Bồ Tát. Thường thường những bậc mà bất thối Bồ Tát đó, là những vị này đã có niệm bất thối rồi. Thành ra, hễ mà niệm đã bất thối rồi, thì lầm nghi nó không còn nữa. Nhưng mà ở đây, tại sao Đức Phật lại hỏi Ngài Văn Thù là một cái bậc Pháp Vương Tử, ông nghi Như Lai sao? A Di Đà Phật. Câu này sở dĩ Đức Phật hỏi là Đức Phật mượn Ngài Văn Thù để mà dạy cho những cái sơ pháp tâm Bồ Tát ở trong cái đạo tràng bây giờ, cũng như là dạy cho những cái chúng Bồ Tát sau cái thời mạt pháp này. Để chi vậy? Để cho phá bỏ cái lưới nghi. Bởi vì quý vị là những người tu để tiến đến cái quả Như Lai. Chỉ cần quý vị nghi Như Lai là quý vị không tiến đến cái quả đạo Như Lai. Bởi tại sao vậy? Là bởi Như Lai là bản tánh pháp thân thanh tịnh. A Di Đà Phật. Thầy lặp lại cho quý vị thấy rõ ha. Bởi Như Lai là bản tánh pháp thân thanh tịnh. Người mà còn hoài nghi Như Lai là người tự khinh cái bản tâm của chính mình. Đại chúng trong room đang tu học thì phải phá cái sự hoài nghi này. Phá cái sự hoài nghi này. Và phải biết rằng nếu mình thực tu hành đúng pháp của Phật thì mình sẽ thực chứng được pháp thân Như Lai. Như vậy thì tất cả quý đại chúng biết rằng sở dĩ người tu mà không thành đạt được cái trí huệ bát nhã, người tu không thành đạt được những cái bậc thánh là tại chính mình còn cái sự hoài nghi. Và chính cái sự hoài nghi đó nó cản bước chân của mình trên con đường tu học. Vì vậy mà thầy thấy rằng quý đại chúng nên học theo cái lời của Ngài Văn Thù Bồ Tát. Bởi vì Ngài Văn Thù Bồ Tát từ lúc Ngài phát Bồ Đề Tâm cho lúc Ngài vào trong đạo tràng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để hộ pháp cho Ngài, thì Ngài Pháp Vương Tử Văn Thù này chưa từng khởi một điểm nghi nào ở Như Lai. Bởi sao vậy? Bởi vì Ngài Bồ Tát Văn Thù, Ngài đã biết rõ được thực tánh của bản tâm. Và thực tánh này nó không có tướng quyết định. Thường thường tướng quyết định là từ ý thức mà có, chứ không phải là từ bản tánh thanh tịnh mà có. Và cái thực tướng này nó không có tướng sinh và tướng diệt. Tướng sinh là tướng diệt nó từ nằm ở trong cái ý thức ý tưởng quý vị. Chứ trong cái bản tánh như như bất động này nó không có cái tướng sinh và tướng diệt. Những tướng trạng này nó chỉ xảy đến cho người tu hành. Khi mà người tu hành đó còn chấp tướng. Mà quý đại chúng biết cái người mà tu mà còn chấp tướng thì gọi là phàm phu vậy. Bây giờ thì Đức Phật lại hỏi tiếp. Hiện nay ông không nghĩ Như Lai xuất hiện ở thế gian sao? A Di Đà Phật, quý đại chúng đều thấy rằng Như Lai đã hiện thân ở thế gian và cũng đã vào trong đạo tràng, Bồ Đề đạo tràng 49 ngày để mà thành đạo. Như vậy tại sao Đức Phật lại hỏi câu này? Quý vị nên nghe Ngài Văn Thù trả lời. Ngài Văn Thù Bồ Tát thưa rằng: Nếu có Như Lai xuất hiện nơi thế gian thì tất cả pháp giới cũng hiện diện nơi đời. A Di Đà Phật, câu này là cái câu rất là thâm thâm. Nó không phải là về sự tướng mà nó là về sự tánh. Cái câu kinh này ý nghĩa thâm thâm nhiệm màu. Nó đã lìa khỏi cái văn ngôn sắc tướng. Trong cái pháp hội tất cả đại chúng đều thấy rõ ràng Như Lai có hiện diện, Như Lai có giảng pháp và có chúng Bồ Tát thanh tịnh, có chúng thanh văn lắng nghe. Như vậy thì tại sao Đức Phật lại đặt câu hỏi này như thế? Bởi vì cái quyển kinh này là quyển kinh nói về trí tuệ bát nhã. Và toàn bộ kinh này là đưa tất cả mọi chư Bồ Tát, mọi chư thánh chúng vào ở trong cái chỗ trí tuệ tận cùng của chân tâm. Một người tu hành mà khi mà còn nặng về sắc tướng thì thấy có Như Lai xuất hiện ở thế gian, thấy có Như Lai rời khỏi thế gian nhập vào Niết Bàn. Nhưng mà ngược lại, người tu hành về cái hạnh bát nhã mà khi đạt được trí huệ Như Lai thì mọi nơi đều là chân như thanh tịnh. Do đó quý vị thấy có những bậc thiền sư
Ngày xưa trong đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng, có một bậc thiền sư, khi mà một vị thiền sinh đứng lên hỏi: Kính bạch thiền sư, Như Lai ở đâu? Thì vị thiền sư này mới đứng dậy trả lời: Như vậy thì ông nghĩ cái gì ở trên cái toàn thế giới này không phải là Như Lai? Chỉ cho tôi coi. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mình chấp tướng thì mình còn có cảnh, có sở đắc, có năng đắc, có hình tướng. Nhưng mà quý vị, khi mà quý vị phá hết cái tướng rồi thì chỗ nào không phải là chỗ Như Lai? Khi mà tâm của quý vị chưa đạt đến cảnh giới thanh tịnh, còn bị cái ý thức lưu chuyển thì chỗ nào nó cũng bị chướng ngại. Nhưng mà ngược lại, khi mà quý vị đã thanh tịnh rồi, quý vị ngó đâu thì cũng là sự thanh tịnh. Bởi hiểu được cái nghĩa lý sâu xa này mà Ngài Văn Thù, Ngài đã dùng cái gươm trí tuệ cắt đứt sắc tướng Như Lai, đưa mọi chúng sinh trở về thế giới vô cấu, vô tịnh. A Di Đà Phật. Thường thường người tu nó thường nói đến cái cảnh giới thanh tịnh, nhưng mà ở chỗ này là vô cấu, vô tịnh. Mình còn cái sự thanh tịnh thì sẽ còn cái sự không thanh tịnh, mà hễ còn cái sự không thanh tịnh thì mình còn có những cái sự phiền não. Do đó cảnh giới, đến cái cảnh giới mà không còn ngôn ngữ thì vô cấu, vô tịnh. Nếu mà tất cả chúng sinh còn dùng ý tưởng để mà thấy Như Lai, thì Như Lai ở đây nó chỉ là văn tự, nó chỉ là ngữ ngôn. Mà văn tự ngữ ngôn thì luôn bị muôn pháp, nó bị trói buộc. Quý vị nên nhớ rằng có nhiều người giỏi về cái lý thuyết, về Phật Pháp lắm, nhưng mà đến giờ lâm chung không thoát được cái hắc bạch sứ giả. Là tại vì sao? Là quý vị chỉ giỏi về trong cái tri kiến Phật Pháp, nhưng mà về cái sự mà chứng đắc về cái vô cấu vô tịnh, quý vị không chứng đắc. Do đó khi mà quý vị lâm chung, quý vị không nhập được vào trong cái cảnh giới vô cấu vô tịnh. Mà hễ không nhập được vào trong cảnh giới vô tịnh thì vẫn còn hình tướng. Hễ còn hình tướng thì hắc bạch sứ giả, như hắc bạch sứ giả cô hồn vẫn thấy quý vị, vẫn đắc quý vị như thường, vẫn theo nghiệp mà đưa quý vị đi. Tùy nghiệp, quý vị làm nghiệp ác thì đi xuống, quý vị làm nghiệp thiện trở lại thế gian này, quý vị làm nghiệp thương thiện thì trở lên cái cảnh trời. A Di Đà Phật. Thành ra cái nhân quả nó rõ ràng, quý vị không thể trốn tránh được. Bởi vì dùng văn tự ngữ ngôn thì luôn luôn bị mọi cái tướng pháp nó ràng buộc. Do đó Ngài Văn Thù, Ngài mới nói: Nếu Như Lai xuất hiện nơi thế gian thì tất cả pháp thế gian, thì tất cả pháp giới sẽ hiện diện nơi đời. Câu này rất là đúng. Nếu quý vị còn nhìn Như Lai qua hình tướng thì tất cả mọi pháp hình tướng nó xuất hiện ngay lập tức. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những cái câu nói này ảnh hưởng rất cao. Do đó thầy nói đọc đến đây coi như là thuộc về cái phần vô tướng văn tự rồi. Đức Phật lại hỏi tiếp: Ông cho rằng tất cả Đức Phật nhiều như số cát sông Hằng, thể nhập Niết Bàn chăng? A Di Đà Phật. Quý vị thấy câu hỏi của Đức Phật không? Thể nhập Niết Bàn chăng? Thì quý vị lắng nghe Ngài Văn Thù trả lời: Các Đức Phật duy nhất tướng ngoài các sự hiểu biết của siêu lược. Nếu mà quý vị thật sự quý vị chỉ học Phật Pháp mà quý vị không tu thì quý vị không có hiểu được Đức Phật duy nhất có nhất tướng. Cái nhất tướng của Đức Phật đây tức là thực tướng của muôn Pháp. Thực tướng của muôn Pháp tức là Pháp thân thanh tịnh vậy. Hầu hết mà người tu Phật Pháp đều nghĩ rằng Đức Phật có thành đạo và Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn. Chính vì để biết rõ cái bản tâm của Văn Thù Bồ Tát mà Đức Thế Tôn Ngài mới đặt câu hỏi thậm thâm cao diệu như trên. Và đại chúng cũng đã thấy Ngài Văn Thù là bậc Pháp Vương Tử, là một căn bản trí, do đó Ngài trả lời cũng rất là tuyệt diệu. Ngài trả lời là các Đức Phật là nhất tướng ra ngoài các sự hiểu biết suy lược. A Di Đà Phật. Cái câu này là cái câu mà phải là những bậc mà Bồ Tát từ Bát Địa trở lên mới có thể trả lời nổi. Những bậc mà A-La-Hán cũng trả lời không nổi nữa. Tại vì các bậc A-La-Hán các ngài chưa thấy được cái chân như Phật tánh. Những bậc A-La-Hán chỉ đạt đến cái chỗ mà lục căn thanh tịnh thôi. Có nghĩa là các ngài sống trong cái cảnh giới thanh tịnh hoàn toàn. Nhưng mà nói đến cái chỗ mà chân như Phật tánh thì các ngài chưa biết. Nói đến chỗ chân như Phật tánh là phải nói từ Bát Địa Bồ Tát trở lên. Nếu trong đại chúng đây có người mà tu hạnh Bát Nhã thì sẽ hiểu được cái nhất tướng này.
Bởi vì cái nhất tướng này là phải tu theo cái Đại Thừa Bồ Tát.